quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới 24 giờ qua. Xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Biển Đen sắp dậy sóng vì Nga, NATO đối đầu. Nga phải củng cố sức mạnh hải quân trong bối cảnh NATO liên tục cố gắng thiết lập sự thống trị ở Biển Đen, theo trợ lý của Tổng thống Nga. Theo đài RT ngày 2 tháng 11, trong một cuộc họp với Bộ Tư lệnh Hải quân Nga và Hạm đội Biển Đen, ông Nikolai Patrushev, trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Washington và các đồng minh từ lâu đã đặt mục tiêu đẩy Nga ra khỏi Biển Đen. Ông Patrushev, người giữ chức Chủ tịch Ủy ban Hàng hải Liên bang Nga nói, các nước phương Tây do Mỹ dẫn đầu đang ấp ủ kế hoạch thiết lập sự hiện diện lâu dài ở Biển Đen, gây tổn hại đến các lợi ích hợp pháp của đất nước chúng ta. Ông nói thêm rằng, Mỹ và các đồng minh NATO muốn mở rộng hiện diện hải quân tại Biển Đen bằng cách sử dụng các tuyến đường thủy nội địa của châu Âu cho mục đích quân sự, trong trường hợp này là tiếp cận Biển Đen thông qua sông Danube. Một trong những mục đích của các nước phương Tây trong việc gây ra thất bại chiến lược cho đất nước chúng ta là làm suy yếu vai trò cường quốc hàng hải của Nga ở khu vực Biển Đen, ông Patrushev nhấn mạnh, đồng thời chỉ ra việc NATO gia tăng hiện diện ở đây sẽ vi phạm công ước Montreux, vốn hạn chế sự hiện diện của tàu quân sự ở các eo biển giữa Biển Đen và Địa Trung Hải. Theo học thuyết hàng hải của Nga, Biển Đen và Biển Azov là những khu vực quan trọng để bảo vệ lợi ích quốc gia trên không gian biển toàn cầu, ông Patrushev nói. Hồi tháng 7 năm nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký sắc lệnh vạch ra chiến lược an ninh hàng hải của đất nước, bao gồm việc thiết lập sự hiện diện thường trực của NATO tại Biển Đen và cùng các nước đối tác tuần tra chung tại khu vực Biển Đen, Azov. Trước động thái này, Moscow phản ứng bằng cách chỉ ra rằng sự hiện diện tập trung của các tàu NATO tại Biển Đen là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga và tuyên bố sẽ có các biện pháp bảo vệ lợi ích của mình. Nga phản ứng trước thông tin Ukraine đề nghị Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk. Phát ngôn viên Điện Kremlin cho rằng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang cố lôi kéo các nước phương Tây vào cuộc xung đột với Nga. Phát ngôn viên Dmitry Peskov hôm 31 tháng 10 đã đưa ra câu trả lời trên trước câu hỏi về thông tin Ukraine gần đây yêu cầu Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk. Trong tuần này, tờ The New York Times đưa tin rằng ông Zelensky đã bí mật yêu cầu Washington cung cấp tên lửa Tomahawk để tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga. Kiev từ lâu đã công khai kêu gọi phương Tây dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng các loại vũ khí như vậy. Theo đài RT, ông Peskov nói, rõ ràng là tất cả kế hoạch hòa bình, tất cả kế hoạch chiến thắng, bí mật hay không bí mật, tất cả đều quy về việc Kiev lôi kéo các nước phương Tây vào cuộc xung đột càng nhanh càng tốt và hợp pháp hóa nó. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho rằng Ukraine đang bắt đầu thể hiện sự lo lắng đáng kể về tình hình ở tiền tuyến. Với tầm bắn lên tới 2.400 km, tên lửa Tomahawk có phạm vi tiếp cận lớn hơn bất kỳ loại vũ khí nào do phương Tây sản xuất từng được cung cấp cho Kiev trước đó. Để so sánh, hệ thống tên lửa ATACMS mà Ukraine nhận được từ Mỹ chỉ có tầm bắn 300 km. Các nguồn tin của The New York Times mô tả yêu cầu của Kiev là hoàn toàn không khả thi, đồng thời nói thêm rằng Ukraine đã không đưa ra lập luận thuyết phục với Washington về cách sử dụng vũ khí tầm xa. Song song đó, Tổng thống Zelensky cũng chỉ trích phản ứng bằng không của các đồng minh đối với nghi vấn Nga đưa binh sĩ Triều Tiên tham gia cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Zelensky nói rằng phản ứng yếu ớt sẽ cho phép Nga tăng cường lực lượng. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình KBS của Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Ukraine tin rằng Moscow đã đồng ý để Triều Tiên cử binh sĩ kỹ thuật và một lượng lớn dân thường đến làm việc tại các nhà máy quân sự của Nga. Trong khi đó, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood hôm 31 tháng 10 cho hay đã nhận được thông tin có 8.000 binh sĩ Triều Tiên ở khu vực Kursk, Nga. Theo hãng tin Reuters, đến nay Moscow vẫn không phủ nhận cũng không trực tiếp xác nhận sự hiện diện của quân đội Triều Tiên trên lãnh thổ mình. Triều Tiên tuyên bố sát cánh cùng Nga cho đến khi chiến thắng Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Cho Sun-hee đã đưa ra một tuyên bố gây chú ý vào ngày 1 tháng 11, khẳng định rằng Triều Tiên sẽ đứng vững bên Nga cho đến khi Moscow giành chiến thắng trong cuộc xung đột tại Ukraine. Trong cuộc gặp với người đồng cấp Sergei Lavrov tại Moscow, bà Cho nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ quân sự giữa hai nước, cho rằng đây là mối quan hệ bất khả chiến bại, đang vươn lên tầm cao mới. Bà cho biết Triều Tiên cam kết sẽ sát cánh cùng Nga cho đến ngày chiến thắng, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố mối quan hệ dựa trên hiệp ước ký kết hồi tháng 6, trong đó bao gồm điều khoản phòng thủ chung. Đáp lại, ông Lavrov nhấn mạnh mối quan hệ khăng khít giữa quân đội hai nước, cho rằng điều này giúp hai bên giải quyết những nhiệm vụ an ninh quan trọng. Ông cũng cảm ơn Triều Tiên vì lập trường có nguyên tắc trong xung đột Ukraine.
bà Cho không ngần ngại đề cập đến những mối đe dọa từ liên minh quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc, cảnh báo rằng tình hình trên bán đảo Triều Tiên có thể bùng nổ bất cứ lúc nào do sự hiện diện quân sự của các nước này. Bà kêu gọi việc tăng cường vũ khí hạt nhân chiến lược hiện đại và cải thiện khả năng ứng phó hạt nhân. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trước đó đã cáo buộc Triều Tiên gửi 10.000 quân đến Nga với 8.000 lính hiện diện tại khu vực Kursk. Tuy nhiên, cả bà Cho và ông Lavrov đều không nhắc đến các cáo buộc này, trong khi phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối bình luận thêm về thông tin này. Moscow hiện vẫn chưa xác nhận hay phủ nhận sự hiện diện của quân Triều Tiên trên lãnh thổ Nga. Triều Tiên gây sửng sốt khi lên tiếng về vụ thử tên lửa đạn đạo đặc biệt. Triều Tiên vừa công bố về vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM mới nhất mang tên Hoa Song 19 diễn ra vào ngày 31 tháng 10. Theo truyền thông nhà nước, đây là phiên bản cuối cùng và hoàn chỉnh của loại tên lửa này, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chương trình phát triển vũ khí của Bình Nhưỡng. Cuộc thử nghiệm này đã ghi nhận thời gian bay lâu nhất từ trước đến nay của Triều Tiên, diễn ra ngay sau khi Hàn Quốc cảnh báo về khả năng Bình Nhưỡng có thể tìm kiếm công nghệ tên lửa từ Nga để đổi lấy việc triển khai quân đội hỗ trợ cho Moscow trong cuộc xung đột Ukraine. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố vụ phóng hôm 31 tháng 10 thành công rực rỡ, đồng thời khẳng định rằng vị thế của Triều Tiên trong việc phát triển các phương tiện phóng tên lửa hạt nhân là không thể đảo ngược. Cuộc thử nghiệm là một hành động quân sự thích hợp nhằm thông báo cho các đối thủ những kẻ đang cố tình làm leo thang tình hình khu vực và đe dọa an ninh của Triều Tiên, Kim nhấn mạnh. Theo thông tin từ KCNA, tên lửa đã bay được quãng đường 1.001,2 km trong 87 phút, đạt độ cao tối đa 7.687,5 km trước khi rơi xuống biển ngoài khơi bờ biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Vụ phóng đã bị Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ lên án mạnh mẽ trong bối cảnh Triều Tiên bị nghi ngờ đã gửi hàng ngàn binh sĩ tới Nga. Một ngày trước đó, Hàn Quốc đã cảnh báo về khả năng Triều Tiên sẽ thực hiện một vụ thử ICBM hoặc thử hạt nhân lần thứ 7. Ông Shin Sung-ki, chuyên gia nghiên cứu quân sự tại Viện Phân tích Quốc phòng Triều Tiên, nhận định rằng vụ phóng này có thể nhằm kiểm tra hiệu suất của ICBM hiện có thể có sự hỗ trợ từ Nga. Trước đó, vào tháng 12 năm 2023, Triều Tiên cũng đã thử nghiệm ICBM Hoa Song 18 với tầm bắn tối đa lên tới 15.000 km. Những thông tin quốc tế nổi bật đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Và đừng quên chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.